Xin chào quý vị và các bạn, đây là giống lúa OM5451. Mình áp dụng phân công nghệ sinh học hiệu con lười. Lúa mình hôm nay đã được 82 ngày rồi nha. Hôm nay do tình hình mưa nhiều và tỷ lệ sâu lá nó rất nhiều, cho nên lúa mình nó cũng có bị sâu lá ăn chút đỉnh. Mình bỏ mình không có xịt nha quý vị.